này. À, dẫn đâu con này. Trên cây ông chăn bò kìa, ông thấy ông gọi. Hả? Vâng. Đấy nó lại đòi. Đây đây đây, thấy được, thấy được. Rồi dưới đây là dưới kia, chọc xuống hả vào. Quẹo chọc chắc ăn rồi, xuống ngoài dưới thì ngủ nhá. Anh xin chào. Đây một người nhà ơi. Dài rồi. Hết nhỉ. Đấy. Ném xuống luôn này. Nó quấn luôn cả cái cành cây à, nó bẻ gãy luôn à. Hay là anh bẻ chứ. Thôi anh vào bộ hộ em ấy. Ê. Ok kìa, nó lắn đi thôi. Thế thì anh bộ hộ nó đâu rồi. Rồi. Đưa cái nhầm nhầm vào tao là sao? Tao bẻ nó ra trên cây thì nó chả nhầm. Con này đến hai chú cân không anh? Đâu con này? À, đâu con này? Trên cây ông chăn bò kìa, ông thấy ông gọi. Hả? Vâng. Đấy nó lại đòi bò đi này, bò vào đến đây. Nghe chưa? Lùi. Con này cắn có việc gì không anh? Không, con chăn cắn có gì đâu. Mày ăn cái bì nào đi à? Okay. Xin bì lúa rồi. Xin bì lúa. Tao cho bò xin bì lúa đi. Okay.
gì đó. Đây này. Mày nói mày làm hộ đi. Con này mẹ về nuôi thôi. Ừ. Cái này thì 15-16 cân. Bông 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 bông. Bông 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 bông. Bông 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 bông. Xách 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 kia. Xách xách kia kìa, không ở đây cỏ nó chạy mẹ mất. Xin cái bì đi, xin cái bì. Cái bì đó, xin cái cho nó đâu xin đồ rồi. Phải đạp cái đấy. Túm đầu luôn, túm đầu bỏ vào bì đây. Bì đây rồi anh, anh chưa? Bì đây này. Không, ở kia đây. Hôm nay ra bên kia đây quay đây. Quay, đang không rồi. Điện, 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 điện,